À, trời ơi, ngon quá. Nhưng mà em đói lắm rồi. Em đi tìm việc từ sáng tới giờ hả? Rụng đời tay chân luôn. Đó thì ăn thêm đi nè Đăng, để ngày mai còn sức để mà chiến đấu nữa chứ. Cảm ơn Lon nha. Rồi rồi. Thì ra hôm nay em đi công cốc cả ngày hả? Còn Lon sao em? À, em Lon giỏi lắm nha. Đi á 4 5 chỗ là người ta nhận liền luôn. trời ơi hay vậy. thôi Đăng đừng có nhắc nữa, cứ tưởng may mắn ai về công việc thê thảm khỏi nói luôn. Ủa sao thê thảm? Bộ bị bắt bí hay là bị tụi ma cũ bắt bớ ma mới vậy? Người ta thì bình thường, nhưng mà thê thảm ở đây là phải mặc đồng phục á. Đồng phục. Ủa mà đồng đồng phục sao mà thê thảm? Thì người ta bắt em mặc cái váy ngắn thế này nè, khoe hết da thịt ra, kỳ muốn chết luôn. Khoe khoe đùi hả? Suốt cả ngày Lan cứ đứng khúm núm không dám chạy ra ngoài, phát hàng như mấy người kia, bị tổ trưởng đầy trong một trận. Thì ra em đi làm nhân viên tiếp thị, đồng nghiệp của em ai cũng mặc, em có gì đâu mà ngại. Hay là cặp vợ của em không có láng bằng người ta phải không? Em gái anh thê thảm như vậy, anh còn nỡ chọc được hả? Làm anh vậy coi được không? Ê, má Bảy nói anh á, chỉ là anh nuôi của em thôi nghe. Lâu nè, nếu mà lâu không thích á thì nghỉ đi, kiếm gì khác mà làm, sao đâu. Thôi, anh xin lỗi mà. Thôi vậy nè, nếu không muốn làm á, anh sẽ mặc giày tới mấy chỗ quen biết, xin cho em. Kiếm cho em chỗ nào không mặc váy á, được không? Còn mày sao đây, kiếm hết mấy chỗ trung tâm cho địa chỉ chưa? Kiếm hết rồi. Nhưng mà còn có một chỗ. Chỗ đó hả, em thấy nó bự lắm, sang trọng lộng lẫy luôn, hình như là chuyên về thời trang. Tự nhiên nhìn thấy em bộ dạng lô thơ lết thết rồi mùi rơm rạ, tao không nhận đâu. Mày đứng lên tao coi coi. Gì vậy? Đứng lên coi. Đi xin việc mà thiếu tự tin thì cơm cháo gì? Tướng mày cũng cao ráo, mặt mày cũng sáng sủa, là một trong những đứa hiếm hoi của xã mình đó. Đã tốt nghiệp phổ thông nè, biết ngoại ngữ lỏm bỏm. Tao thấy cơ hội của mày á, làm bảo vệ ở trỏng cũng khá lớn á. Sao bi quan vậy? Không những thiếu tự tin đâu anh, Đang còn thiếu một bộ đồ vừa dặn nữa. Nếu như mà cứ mặc cái quần áo của anh hoài, thiếu trên hụt dưới, lúc mà vô phỏng vấn người ta đã ôm bụng cười rồi. Nhưng mà bây giờ lấy đâu ra quần tay dài mà tươm tất cho nó đây? Em có ý kiến này nè, hay là tụi mình trích tiền mà tiền sinh hoạt mà mẹ cho mình á, sắm cho Đăng một bộ đồ vừa dặn. Thôi thôi thôi, tiền này của Tiến Bảy em không nhận đâu nha. Thôi, ta đồng ý á. Chứ mình trồng lúa phải gieo giống, cuối mùa mới có cái thu hoạch. Bây giờ á, coi như á, gieo cho mày cái quần đi. Vô công ty lớn, tiền lương khấm khá. Rồi anh em của mình á, giặt hai cái quần sau, đúng không? Đúng rồi. Nha. Thôi, ăn cơm đi. Em ăn canh đi. Căn cứ theo bản phân tích đánh giá, con thấy công ty chúng ta đang gặp tình trạng mất cân đối giữa nguồn nhân lực và công việc. Nhu cầu thấp hơn khả năng doanh nghiệp. Chúng ta phân ra quá nhiều nhân sự quản lý, thực hiện công việc chồng chéo, lấn sân nhau, trong khi thiếu hẳn một người giữ vị trí điều phối cao nhất. Con có thể nói cụ thể ra được không? Một ví dụ, tại sao chúng ta phải tách bạch ra hai giám đốc quản lý giữa showroom lẻ và showroom trong những trung tâm thương mại phức hợp? Về cơ bản, lương như nhau, chức năng như nhau. Đây là sự lãng phí nhân lực lẫn tài chính. Vì ở trong khu thương mại phải chịu các điều khoản ràng buộc về giá, về nhãn hiệu trình bày với các đối tác. Còn các mặt bằng mặt tiền thì lại không tồn tại các điều khoản đó con ạ. Con nghĩ một quản lý giỏi sẽ có đủ khả năng để điều phối cân bằng cả hai nơi. 20 năm trước, khi quy mô công ty chưa lớn như bây giờ, một mình tổng giám đốc có thể quản lý được. Nhưng mà hiện nay, không lẽ tất cả ngày càng phát triển mà năng lực cấp quản lý của chúng ta ngày càng kém đi sao?
tôi chỉ được không? Dạ con. Trong cấp bậc quản lý, xét theo bảng đánh giá, nhiều người năng lực chưa tương xứng với mức lương được nhận, tuổi tác họ cao, thường xuyên xin nghỉ phép, ít khi đích thân xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là trụ sở khu vực miền Bắc và miền Trung. Alo, tôi nghe. Anh ơi, tôi đã tìm được địa chỉ của chị Trâm rồi. Tôi sẽ tới liền. Nam à, dạ, tôi có việc ra ngoài gấp. Cậu hủy toàn bộ lịch hẹn từ giờ đến chiều cho tôi nha. Dạ. Và gửi lời xin lỗi đến những cuộc hẹn quan trọng giúp tôi. Chị dạ. Dạ, con, tài liệu của con, bản kế hoạch. Con thực hiện đi. Con hãy suy nghĩ thật chu đáo hơn. Khi đầu hành là con chỉ chu đáo chứ. Con ơi, thực ra là bản kế hoạch của con rất là tốt. Chắc tại tổng giám đốc có chuyện cấp bách nên là... Lần nào cũng vậy. Chú theo ba con mấy chục năm nay rồi. Chú nghĩ thử coi, thật ra là có chuyện gì gấp gáp chứ. Sao không bao giờ là chuyện của con hết? Dẹp hết đi. Lẽ ra con nên làm cô chiêu, chăm chút quần áo, sò đầu túi sách giày dép hàng hiệu. Hoặc là con nên phá hoại, thực hiện những chuyện điên rồ, có lẽ ông sẽ chú ý hơn. Hải Nhân, quan hệ cha con kiểu gì đây? Khó hiểu quá. Các anh chị nghe đây. Dạ, chị nghĩ sếp. Tôi yêu cầu gọi ngay tất cả người mẫu đã hẹn phỏng vấn trong ngày mai đến ngày hôm nay cho tôi. Cho mấy người một tiếng để chuẩn bị. 10 bạn phải đủ 10, không được thiếu dù chỉ một. Rõ chưa? Sao đây cháu gái? Còn mấy tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa mà. Chú Duy, chú rảnh không? Con đang buồn bực. Chú có thể... tâm sự với con đúng không? Sẵn sàng thôi. Nhưng mà... có phiền chú làm việc không? Dạ, giám đốc xem qua nhật ký cho em à. Được rồi. Con cứ để thử đó. Chú sẽ xem lại. Thôi, nếu chú đang bận thì... để lúc khác. Đã nói không bận mà. Chú đang ngáp ngắn ngáp dài trong phòng đây. Sao? Con có chuyện gì buồn bực hả? Thì vẫn là ông ta đó. Cái bản kế hoạch đó còn đánh thức trắng đêm. Chị xui dậy ngược, đánh máy muốn vùi tay luôn. Vậy mà ông chỉ liếc qua một cái rồi ném hết cho thư ký đọc. Còn nói là con suy nghĩ không có thấu đáo. Ban đầu chú cũng đã nói rồi, thay đổi nhân sự quản lý là chuyện phức tạp và lâu dài, cho nên con không thể nóng vội mà xử lý ngay được đâu. Nhưng mà ông ta không có quen được với chú. Nói là 2-3 tiếng là biết mất dạng rồi. Từ khi con hiểu chuyện, con đã bị bỏng luôn lạnh nhạt với mình rồi. Những đứa trẻ khác từ nhỏ luôn được ba mẹ ấm bồng nồng nèo. Ngày xưa con luôn ao ước được như vậy, thậm chí con còn muốn ông nghiêm khắc dạy bảo con. Nhưng mà không bao giờ ông ta chú ý đến con. Lúc nhỏ có những khi con học rất giỏi, tham gia thi thố đều được nhất, nhưng lại có lúc cũng rất là buồn và bị mời phụ huynh liên tục. Có phải là con muốn gây chú ý đúng không? Con nhớ hoài không thể quên chuyện hồi nhỏ. Lúc đó
lấy được mới trả lại cho người ta chứ. Tại sao con đem về nhà như vậy? Con bây giờ thôi con người ta lại nữa hả? Đừng đánh cháu. Nè Hải Vân, xin lỗi mẹ đi, lần sau không tái phạm. Con phải xin lỗi mẹ vì con cầm tiền này đem lên trường. Hỏi bạn nào làm rơi thì con trả lại cho người ta. Ừ. Như vậy á thì mẹ sẽ tha cho con. Ừ. Xin lỗi ngay. Kìa, xin lỗi đi. Xin lỗi ngay. Con lì hả? Thôi. Tại sao con lì như vậy hả Hải Vân? Đừng đánh trẻ con như vậy. Ông à. Đánh nó sẽ bị lì đó. Ông à, ông để con dạy cháu. Con lì lắm rồi nghe Hải Vân. Hả Hải Vân? Xe tay ra. Xe tay ra cho mẹ. Xe tay ra. Nhanh. Kiệt. Con cũng mày đánh con. Mày đánh con mới chừa hay sao? Con còn phải lên tiếng dạy con đi chứ. Lì vậy. Đi đi nè. Muốn mua cái gì thì mua đi. Hả? Có thiếu thì lên tiếng. Chuyện nhỏ nhặt mà làm trộn trộn cái gì đó. Chú thấy không? Xịt ổng một cái ôm còn khó hơn xịt một chiếc xe xịn. Còn không biết, con cố gắng làm mọi thứ tốt nhất. Cái gì? Vì bản thân con, chú rất mừng vì từ khi đó con chịu nghe lời chú, học hành tử tế, tốt nghiệp đại học trước hạn nữa, rồi lấy bằng xuất sắc nữa. Chú và mẹ con vô cùng tự hào cho con. Vẫn không đáng tí đâu nào đồng mắt hôm ấy. Con đang mất lâu lắm rồi. Không biết con có phải là con ruột của ông ấy không nữa. Con là suy nghĩ dớ dẫn nữa rồi. Bây giờ đã trút hết bực bội chưa? Đi về bàn và làm việc tiếp đi cô bé. Con đừng quên, con phấn đấu trước hết là vì tương lai bản thân của con. Hiểu chưa? Dạ. Con về công ty đây. Con chào chú. Tôi hy vọng lần này sẽ không nữa. Anh nắm chắc. Cái chỗ của anh khiến cho văn phòng của tôi khổ sở và vất vả quá. Suốt 20 mấy năm qua, tôi đã nhờ không biết bao nhiêu văn phòng thám tử. Họ đều nói tương tự với anh vậy đó. Cái chỗ của anh và cha con đại gia Hưng Thịnh á, đã đang truyền từ lâu trong ngày rồi. Cha con mạnh ai nấy kiếm người giúp, mọi chuyện mới trở nên được cười nổi tiếng như vậy. Đến nỗi nguyên tắc bảo vệ danh tánh thân chủ của quý vị muốn giấu cũng không được nữa. Ai mà chẳng đoán ra. Về nguyên tắc á, thì chúng tôi không dám hỏi, nhưng cũng thắc mắc lắm. Rất tiếc tôi không tiện giải thích. Hơn nữa, từ khi ba rút khỏi vị trí điều hành công ty, ông không còn nhờ thám tử nữa. Chắc câu chuyện phím buồn cười của mọi người đã nhạt bớt. Tới ngã tư đằng trước, anh rẽ phải, đi 30 cây nữa, vào thị xã. Theo những gì anh nói qua điện thoại, hy vọng là không muốn công chứ. Sau 20 năm, mọi thứ đều có thể thay đổi. Bà ấy có thể lấy chồng, sinh thêm con, như vậy. Lần này, các anh tìm ra sao? Vẫn căn cứ theo những thông tin mà anh đã cung cấp, đấu trung niên tên là Ngọc Trâm, con trai hiện tại đã ngoài 20 tuổi. Nhưng không có hình để mà nhận dạng. Chúng tôi dựa theo mô tả khuôn mặt mà tìm. Nhà họ một mẹ một con, quá bụa, là người xa xứ đến đây lưu trú. Bà ấy tên Trâm nhưng không phải là Ngọc Trâm. Có lẽ đúng là họ rồi đó. Cô ta muốn trốn tránh sẽ đổi tên thôi. Năm xưa cô ta trả lại hết giấy tờ nhà, nhưng mà tẩy xóa chỉ đem đi toàn bộ giấy tờ liên quan, kể cả chứng minh ô tô nữa. À, tôi hỏi cái này nè, người anh muốn tìm á có phải từng qua lại với giang hồ không? Vì một người phụ nữ bình thường sẽ không thể rành những thủ thuật lẩn trốn giống như một con nợ được. Cục trong không chơi mượn, nhưng lại thường xuyên phải trả nợ. Alo. Chuyện gì vậy? Tối nay anh có về ăn cơm không? Ừ, có. Tối gặp. Dạ. Chúng ta sắp tới chưa? Sắp tới rồi anh. Nhỏ vậy đều có nhận đứa quê mùi bệnh ta. Đi vô bị đủ ra thì quê chết luôn. Nhưng mà anh Thiện với Hồng Đông sắp cho mình bộ đồ dày đặc quá trời hy vọng. Mình sẽ không làm tụi họ thất vọng.
Chào chị. À, dạ, chào anh. Em xin việc làm. Dạ, mời anh ngồi. Dạ. Anh chờ tôi chút, tôi gọi lên phòng dân sự nha. Dạ. Có ai đó không? Giám đốc của tôi về rồi á. Không đủ người, tụi tôi chết chắc luôn đó. À, dạ, không còn ai anh. Nhưng mà chỉ có anh này mới đến xin việc thôi. Trời ơi, tới rồi thì lên thẳng phòng giám đốc, phỏng vấn luôn đi. Còn lớn ngỡ này làm gì nữa. Đi, đi theo tôi. Tôi. Anh chứ còn ai nữa. Đi. Dạ. Để tôi. Nhanh lên. Đi, đi lên. Sắp hết người rồi mà chưa có chọn được người nào hết trơn. Kỳ này thế nào cũng không chuẩn chuẩn quy định của giám đốc, khỏi em trong trường luôn. Bà làm cái gì? Còn người đây nè. Ờ, thôi, cậu mẹ đi. Vô đi. Nè, nhìn lên, vô đi, nhanh lên. Dạ. Chết rồi. Nghe họ nói vậy, chắc giám đốc là một người rất khó tính. Lần đầu tiên mình đi phỏng vấn, biết đứa năng sao đây trời. Dạ con chào chú. Dạ con chào chú, con đến đây đi xin việc làm. Nhìn bộ dạng của anh này đâu có giống người mẫu đâu ta. Đã vậy còn cầm theo sơ yếu lý lịch nữa chứ. Trời ơi, chết rồi. Lộn rồi. Nhầm lẫn kiểu này là phòng nhân sự chết chắc luôn rồi. Tới xin việc mà cứ đứng trân trân nhìn người phỏng vấn. Quả định nhát ma, định hù dọa để cho tôi chú ý hả? Ờ, không 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 không, không dám, không dám. Tôi không dám. Xin lỗi giám đốc. Tôi cũng cao ráo, nhìn cũng rắn chắc đó. Anh kia, tôi thấy hình như anh chẳng có chút thành ý, không nghiêm túc, muốn làm việc phải không? Dạ không, tôi rất là có thành ý, tôi rất là muốn vô công ty làm việc. Rất muốn hả? Dạ. Anh đi soi gương lại giùm tôi đi, coi tướng tá của anh kìa. Anh mặc đồ kiểu gì đây? Dạ, tôi biết là công ty của cô lớn nên phải ăn mặc lịch sự. Nhưng mà tôi thú thiệt là đây là bộ đồ đẹp nhất mà tôi từng có. Anh mới vào nghề hả? Nghề? Đâu có đâu. Tôi mới xin đi làm. Người mới chắc còn bỡ ngỡ. Tôi vừa đuổi hết mấy người kia rồi. Coi bộ anh là người cuối cùng đó. Ngoại hình thì tạm ổn. Anh bước đi vài bước cho tôi coi. Đi bộ hả chị?
Đi đi. Dừng lại. Tôi đang giỡn với anh sao? Hân Thịnh tuyển người mẫu để quảng cáo thời trang, đến phỏng vấn, ít nhất anh phải cho tôi thấy một chút phong cách chứ. Anh đi đứng cái kiểu gì vậy? Khoan 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 khoan. Là sao ta? Người mẫu gì? Xí xí nha. Tôi là tôi đến đây á, đi xin làm bảo vệ theo tuyển dụng của trung tâm giới thiệu việc làm mà. Bảo vệ? Ừ. Vậy anh vô đây chi vậy? Tôi biết đâu. Tôi đang đứng ở dưới, tự nhiên có anh kia anh lôi tôi sòng sọc lên đây rồi đẩy tôi vô đây luôn à. Tôi còn tưởng đây là công ty lớn, rất là nghiêm ngặt. Tuyển bảo vệ là phải đích thân giám đốc tuyển chứ. Giỏi quá ha. Làm ăn lấp liếm, phải chửi cho bọn này một trận mới được. Đứng đó. Giám đốc ơi, tôi nói nghe nè giám đốc. Vậy cuối cùng là có phỏng vấn không giám đốc? Tôi tranh thủ còn sớm giờ phỏng vấn đại đi giám đốc. Nếu mà bị đuổi á, tôi đi phỏng vấn vài chỗ khác kiếm việc làm nha. Hình như anh đang cần công việc lắm phải không? Cần lắm. Tôi mới lên Sài Gòn, tôi đang ở trọ. Nếu mà bây giờ tôi không có việc làm, chắc tôi chết đói le lưỡi luôn quá. Thôi được rồi, ngồi xuống đi. Dạ. Tôi sẽ xem hồ sơ của anh. Ngày hôm nay của tôi đủ tầm phào lắm rồi. Làm thêm một chuyện rỗi hơi cũng không sao. Dạ, cảm ơn giám đốc. Alo. Dạ. Dạ, em đem vô liền. Ủa, ê, chuyện lạ thiệt đó nha. Giám đốc không những không nổi giận vì tụi mình nhầm lẫn, mà còn muốn xem hồ sơ của anh ta nữa đó. Ủa, có chuyện gì lạ vậy ta? Hồ sơ tới rồi nè. Cảm ơn. Mà bà làm gì bà run dữ vậy? Tôi đem hồ sơ vô cho giám đốc cái đã. Trời ơi. Nguyễn Trần Hải Đăng, mẹ là Nguyễn Thị Bảy. Để trống lý lịch phần gia. Ủa, anh lấy theo họ mẹ sao? Dạ, cũng gần đúng giống vậy. Mẹ của tôi tên Trâm, họ Lê. Rồi do là chúng tôi đi lưu lạc rất nhiều nơi, nên giấy tờ bị thất lạc hết à. Thím Bảy dưới quê nhận tôi làm con nuôi, rồi làm giấy khai sinh để tiện tôi đi học. Rồi còn ba tôi, mẹ tôi nói tôi không có ba. Giám đốc, vấn đề này giám đốc đừng có hỏi kỹ có được không? Anh rất là thành thật, nhân thân lắt léo. Nếu không nói tôi cũng không biết được. Tôi rất là hiểu tâm trạng của anh. Đứa con không cha, so với đứa con có cha mà cũng như không, chẳng khác là mấy. Mà thôi, tôi nói nhảm thôi mà, đừng để ý. Anh đã tốt nghiệp phổ thông, đủ tiêu chuẩn để làm bảo vệ ở đây. Nhưng mà chúng tôi yêu cầu nhân viên gác cổng phải biết chút ít ngoại ngữ. À, tôi lúc tôi học phổ thông á, theo chương trình học thì có học chút chút, thì tôi nghĩ là chắc đủ xài. Ok, now please answer me in English. Tell me a little about yourself. Do sale là bản thân. Biết rồi, ý của cô, ý của giám đốc á, là giám đốc muốn hỏi về bản thân của tôi có đúng không? Nhưng mà tên tuổi bằng cấp rồi địa chỉ gì đó tôi cũng ghi hết trong hồ sơ rồi. I have read it, but what are your strengths, your weakness, your goals? They are not mentioned in here. Can you tell about that? Làm ơn. Có vẻ là anh chưa có đạt tuyển bảo vệ của công ty của chúng tôi.
hơi khó. Dạ, tôi biết mà, tôi biết vậy. Tôi trình độ không đủ yêu cầu đâu. Tôi xin phép. Đứng lại. Bộ tôi làm gì sai hả, giám đốc? Không những sai mà rất sai. Còn là chuyện tôi ghét nhất nữa. Tôi chưa lên tiếng, ai cho phép anh quyết định thay tôi hả? Tôi không biết. Tôi xin lỗi giám đốc, nhưng mà cuối cùng tôi có được nhận không giám đốc? Trình độ anh không phù hợp để làm bảo vệ công ty. Nhưng anh có chức vụ khác, làm nhân viên tạp vụ riêng cho tôi. Anh đã được nhận. Giám đốc nói vậy, giám đốc nói là tôi đã được nhận. Tôi có công việc rồi. Tôi có công việc rồi hả giám đốc? Cảm ơn giám đốc nhiều lắm. Ủa mà làm tập vụ riêng là gì vậy giám đốc? Con gái của mẹ có chuyện gì vui mà? Dạ, tại bữa nay công ty con mới tuyển thêm người. Người mới hả con? Công ty con mới tuyển thêm được một người thật thà lắm. Vậy thì cũng tốt. Ủa, bữa nay nhà mình có thêm người hả mẹ? Gì mà thêm người hả con? Ba con chút xíu nữa là về ăn cơm mà. Chẳng mấy khi mới chung mâm, thỉnh thoảng mới xuất hiện. Không phải là làm khách, thêm người thì là cái gì đây mẹ? Con à, hai cha con á, lúc nào mà ngồi chung với nhau cũng cãi nhau gay gắt hết. Phận làm con không nhịn ba một chút được sao con? Thôi được rồi, con đã dập lửa trước, hứa với mẹ không làm ồn. Vậy thì ngoan. Con gái lớn á mà không có dịu dàng nữ tính gì hết, rồi sau này ai dám cưới con đây? Lúc đó rồi mẹ khổ nữa. Có được công việc mới. Anh làm cho người ta tưởng ba chúng mình là ngoài hành tinh kìa. Cái gì ngoài hành tinh? Cái này á, đã mừng chính đáng chứ bộ. Không có tiền mua bia thì mua trà đá. Có gì đâu mà sợ. Mà công nhận nha, mình ăn cháo bổ trà đá để hết sảy luôn á. Ba chết một chết. Mà hồi nãy đang nói may mắn được nhận việc, cụ thể là sao vậy? Lo còn nhớ cái cô mô tô mà xém chúng đụng chúng ta không? Đó, thì ra là cái người đó là giám đốc công ty. Còn trẻ lắm, cỡ tuổi đang với Long nè. Rồi lúc đó tưởng lớn tuổi cái kia bằng chú, tưởng bị đuổi việc luôn rồi chứ. Ê, ly kỳ nha mày, rồi sao nữa? Kể đâu nghe coi. Trời ơi, em mà biết là em còn sức móng luôn nè. Nhưng mà em còn nhớ lúc đó cô ấy phỏng vấn em bằng tiếng Anh, rồi nói tùm lum tùm la luôn, nói quá trời quá đất, em không nghe được gì hết. Em trả lời bập bẹ giống như là gà mắt khóc vậy á. Cái em biết chắc là mình không được nhận rồi. Cái em đứng lên đi về cái cậu nổi giận. Cậu nói tại sao lại quyết định như vậy? Trời ơi, em sợ quá trời luôn. Cái quay qua cổ cái cậu nhận em luôn. Tao nghi lắm mà. Cậu đang nhà mình á, tuy là nông dân đen đúa nhưng mà nhìn kỹ một chút á, đẹp trai lắm. Ê, mày có chừng á, cô giám đốc trẻ đó nuốt mày nha mày. Nè đâu? Nè anh Thiện, em không thích anh giỡn với đang kiểu này đâu nha. Anh ơi, anh giỡn kiểu này chắc chết em luôn á. Thôi, tao nói giỡn thôi, chứ tao biết hai đứa mày á là thanh mai trúc mã mà. Anh mà nói bậy kiểu gì nữa, em không thèm nhìn mặt anh luôn á. Thôi, tao không thèm giỡn nữa. Tao với thằng Đăng á có việc làm rồi, còn mày á nằm ở xưởng sao rồi? Người ta hòa đồng vui tính lắm anh. Vậy tao cũng mừng á. Không thôi, tao trả mày về cho má bảy.
Anh thử coi, anh hù em hả? Về thì về, chứ lại mới lên Sài Gòn có mấy hôm mà em đã nhớ má rồi. Nhưng mà chưa học hỏi được gì, về cũng muộn. Cố lên, cố lên. Đăng nè, Đăng cũng nhớ má quá trời quá đất luôn. Nhưng mà mình phải cố gắng, mình làm thêm vài tháng nữa, mình để dành thật là nhiều tiền, rồi về thăm má chung luôn. Trời ơi, sao giống tao dẫn hai đứa mẫu giáo lên Sài Gòn này quá vậy? Ai chờ nổi thì chờ, con lên phòng. À, con gái ạ. À, con ngồi xuống chờ ba một chút đi. Đã 3 tiếng rồi đó mẹ. Con với mẹ đã chờ từ 6 giờ cho tới bây giờ. Con thật sự ngạc nhiên với sự kiên nhẫn kỳ lạ của mình nữa đó mẹ. Đây con mới cho mẹ chứ. Mẹ ăn cơm đi mẹ. Mẹ ăn đi. Ờ, thật hả? Ờ, tôi sẽ tới liền. Ờ, Nam à. Dạ. Tôi có việc ra ngoài gấp. Cậu quỷ toàn bộ lịch hẹn từ giờ đến chiều cho tôi nha. Dạ. Và gửi lời xin lỗi đến những cuộc hẹn quan trọng giúp tôi. À, vậy nha. Dạ, dạ. Ba, còn tài liệu của con, bản kế hoạch. Khoan thực hiện đi. Con hãy suy nghĩ thật chu đáo hơn. Khi nào rảnh thì bàn tiếp nha. Còn gì chưa chu đáo chứ? Những cú điện thoại như vậy xảy ra rất nhiều lần. Rốt cuộc là ai gọi cho bác? Hay là bồi dí nào đó? Cứ cho lòng ta cái giờ bé đi, bồi dí đi. Đã không xem mẹ tồn tại thì ông ta không cần phải giống. Vậy có phải chuyện đèo bồng mèo mỡ? Nhưng mà ông ta giữ hình ảnh người đàn ông điểm người trong mắt mọi người là sao? Cũng không hẳn. Lẽ thường thì nếu sếp có một sẽ không ai rõ bằng kiến. Chú Nam làm việc cho ổng mấy chục năm rồi, chú cứ nhất mực khen ổng là người chồng tốt. Đến chú Duy cũng bác bỏ nghi vấn của mình. Hiểu rồi. Thôi kệ, mình đã bỏ mặc chuyện của ông từ mấy năm trước rồi. Mắt mớ chi nghĩ nhiều làm gì, mệt óc. Khổ thân thiệt. Tự nhiên hồi nãy toàn lùa cơm trắng, nuốt không nổi. Bây giờ bụng lại đói cồn cào. Mẹ là ngồi đợi ông, biết chừng nào mới về chứ. Anh về rồi hả? Anh đỡ tôi nha. Tôi ra không cần đỡ. Tôi đâu phải con nít đâu. Buông ra. Trời mất quá. Tắt đèn giùm đi. Chắc tại hôm nay anh uống nhiều quá. Thôi để em vô nhà pha trà cho anh uống giả rượu nha. Chứ, người gì đâu sợ ánh sáng, làm như ma cà rồng không bằng.
Em lấy khăn lau cho anh. Cho anh tỉnh rượu nha. Để tôi tự lau. Anh uống rượu nhiều chắc khô cổ lắm. Anh uống miếng trà cho thấm giọng đi. Rồi muốn. Mẹ, mẹ có sao không? Ba đừng quá đáng nha. Ba là mẹ phỏng rồi. Không ảnh mắt đi vậy hả? Hãy chân à, mẹ không sao đâu. Đừng trà giả bám thôi mà. Thôi con đi lên phòng ngủ đi. Ở đâu gì? Tại sao tìm hoài mà không thấy? Tại sao tìm hoài mà không được? Đang ở đâu? Tìm hoài mà không thấy. Ông đang làm nhảm gì vậy? Tại sao? Ông đang tìm cái gì? Sao mày vô đây? Mày không có coi ba mày ra cái gì hả? Hả? Ông có coi tôi là con không? Mày Hải Dân à, con không được ngủ lắm với ba như vậy. Mẹ đừng cản con. Hôm nay con phải hỏi cho rõ. Mẹ có biết cái con người này đã đối xử với mẹ như thế nào trong thời gian qua không? Mỗi lần có cú điện thoại, ông đều bỏ ngay tất cả. Ngay cả lúc con bệnh nặng, mẹ thì sốt ly bì trong bệnh viện, ông ấy vẫn cứ bỏ đi. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi vội vã trở về, mẹ ông ta đều lảm nhảm những câu như là: ở đâu, tìm cái gì? Cuối cùng là ông đang tìm cái gì chứ? Bà đưa nó về phòng ngủ đi. Ông để cho tôi nói. Bồn hào quá. Những thứ ông đang tìm có quan trọng hơn vợ con ông không? Nếu ông ghét bỏ mẹ tôi, ghét bỏ tôi, thì ông ly dị quách cho rồi đi. Sao phải diễn cảnh như là một con người thương vợ nhất thế giới trước mặt thiên hạ vậy hả? Đừng nói gì nữa. Ly dị hả? Ly dị à? Nè, chưa kỹ vậy. Tôi không bao giờ ly dị đâu. Thôi, đi ra ngoài hết đi. Chất đầu quá, đi đi. Không, Hải Dương. Hải Dương, Hải Dương, ra mẹ đi con. Ra ngoài giúp mẹ, mẹ xin con đó. Dù anh có đề nghị ly dị, em cũng không đồng ý được. Tốt. Gọi anh ta đến công ty cho tôi ngay lập tức. Dạ, nhưng mà sáng nay anh ta có xin nghỉ phép. Không được. Nguyên tắc là nguyên tắc. Phép phải xin trước 2 ngày. Cô lấy điện thoại, gọi cho anh ta ngay. Nói với anh ta: 1 là đi làm, 2 là bị đuổi việc. Dạ. Alo. Alo, tôi là My Thư Ký. Giám đốc gọi anh tới, có việc gấp. Nhờ cô chuyển máy tới giám đốc giùm tôi. Dạ, anh giữ máy. Anh ta nói muốn nói chuyện trực tiếp với cô. Tôi nghe. Dạ, giám đốc thông cảm. Vì sáng nay gia đình tôi có chuyện đột xuất nên không kịp xin nghỉ theo quy chế của công ty. Tôi không cần biết. Bây giờ hoặc là anh tới công ty, hoặc là anh bị thôi việc. Không phải vì anh là phó phòng mà được đặt cách đâu. Dạ, tôi hiểu. Do sáng nay tôi đưa mẹ tôi đi cấp cứu
nên tôi không đến công ty được. Thôi được, tôi cho anh nghỉ một ngày mai. Ừ, sáng nay tôi xin nghỉ một tuần mà, vì mẹ tôi chỉ có một mình tôi thôi, cho nên tôi phải ở nhà chăm sóc cho bà ấy. Nè, anh đừng có được voi đòi tiên. Mẹ anh bệnh thì đã có bác sĩ, có bệnh viện chăm sóc. Anh ở lại cũng đâu làm được chuyện gì. Bây giờ anh hãy đến ngay công ty làm việc để kiếm tiền nuôi mẹ anh đi. Bộ cô là người máu lạnh hả? Tôi nhất định phải chăm sóc cho mẹ tôi. Đuổi thì đuổi, tôi cho cô hay. Cách cư xử vô nhân đạo của cô á, tôi nhất định sẽ trình báo lên tổng giám đốc. Anh cứ đi khiếu nại đi. Bây giờ lấy tư cách là giám đốc nhân sự của tập đoàn Hưng Thịnh, tôi thông báo sa thải anh.